chắc mình để một bài nhé, tại vì có sự cố nhỏ nhỏ các anh chị thay trang phục chưa kịp nên là một sự cố. Chắc để một bài về mưa đi. Xin cảm ơn phần đệm nhạc của bác nhạc và xin quý vị một lần nữa một tràng pháo tay để chào đón quay trở lại của bác sĩ Lê Hải và cô giáo Yến Ngọc qua ca khúc Gặp Nhau Làm Ngơ. Đoan tình dễ đâu làm quen, lối đi qua nhà em nghe lòng nàng mùi dạ lý thật thơm. Gặp nhau cứ lặng câm, chuyện tình yêu ban đầu mấy ai may mắn chung nhịp cầu. Nàng đổi hoa theo chồng, nước mắt tôi rớt bên bờ sông. Đã không như là mơ, nếu tình cờ gặp xin cứ làm ngơ. Xưa lạ nhau chung một đường kẻ trước người sau, tràn lặng đi theo nàng hát vơ mấy câu nhạc tình. Nàng làm như vô tình, gái đoan trinh dễ đâu làm quen, lối đi qua nhà em nghe nồng nàng mùi dạ lý thật thơm. Nàng đã ngủ chưa? Đi lang thang khuya lắm khuya lơ, đèn nhà
làm thinh. Nhớ khi xưa còn tơ, tuy thường thầm gặp nhau cứ lặng thầm. Chuyện tình yêu ban đầu, mấy ai may mắn chung nhịp cầu. Nàng đổi hoa theo chồng, nước mắt tôi rớt trên bờ sông. Đã không như là mơ, nếu tình cờ gặp xin cứ làm ngơ. Đã không như là mơ, nếu tình cờ gặp xin cứ làm ngơ.